Ok, xin chào anh em mới vô nha. Chúc anh em buổi tối xem live dễ nào. Hôm nay Khải sale soi đồ cho anh em xem. Nói chung là Khải đánh khá nhiều trận thông kim rồi. Cũng top 2, top 3 khá nhiều, nhưng mà Khải chưa soi đồ up lên kênh. Chắc chắn là anh em hỏi Khải là đồ như thế nào. Thì đây anh em, nói chung thì sẽ đồ khá đơn giản thôi. Hôm nay được top 1 thì sẵn tiện Khải soi cho anh em xem luôn. Hôm nay Khải giết được 335 mạng vẫn thua hôm qua. Hôm qua Khải được 383 mạng lần anh em. Hôm nay thua đến 50 mạng luôn. Rồi tử vong 27 và nói chung hôm nay Khải hạn chế chết khá là nhiều. Và liên chạm 84. Nói chung liên chạm 84 tầm này là cũng khá là vô đói rồi. Rồi cho anh em xem set đồ anh em ơi. Set đồ thì đầu tiên thì cái nón nó 540, sinh lực 15x. Đó. Tiếp đến thì cái áo khăn lôi 40, quên khăn lôi 28 phục hồi 40. Rồi gia truyền thì sinh lực cao thôi anh em. Đó, chưa có gia truyền nào đẹp hơn. Rồi đặc biệt là cái đao, nói chung là như cái đao này thì Khải nói ở server thì cái đao kim của Khải là gọi là normal anh em. Chưa thấy cái đao nào đẹp hơn cái đao Khải nha anh em. Hiện tại cái đao này là Khải hoán từ cái sông đao qua, anh em nào có xem những cái video vừa qua Khải hoán cái sông đao thì một phát ngay nè. Thì Khải hoán được cái đao này lên thì Khải đạt top, Khải mới đánh được con kia. Chứ mấy hôm không đạt top chỉ top 7, top 8, top 10, lọt có khi lọt ngoài top luôn nè. Từ khi mà có cái đao này Khải tự tin hẳn ra luôn nè. Đó, cái đao này Khải tự tin là hiện tại với cái đao hồi kia mà cái này là đang nô 1. Nhưng mà về sau thì chưa biết nha. Rồi, hiện tại đang sở hữu một cái bao tây không lôi sinh lực 13, 12x. Ngập bội sức mạnh 17, không có sinh lực, Khải đang tìm cái nào sinh lực cao hơn Khải xài nha nè. Rồi nhận chón 20, sinh lực 100. Đó. Rồi nhận chón 30, sinh lực 40, nội lực 120. Rồi một đai lưng 540, sinh lực hơi thấp tại vì tìm cái nào đẹp hơn mà chưa có. Rồi một đôi dây tóc 32, cái này mới mua nè. Tóc 32, nội lực và sinh lực, nói chung là Khải chỉ lấy ở hiệu ứng chón và hiệu ứng làm chậm là cao nè. Kháng Khải không lấy cho lắm. Đây tính ra chón thì Khải được 40 này. 20 là 60, với nhẫn này là 30, nó là được 90 chón mà kèm theo con nghe mây thanh âm thì Khải lên được 120 chón rồi nè. Đó, 120 chón. Rồi còn làm chậm thì Khải được 40 nè. 40 là 80 mà kèm theo thanh âm 30 nữa thì Khải được 101 làm chậm nè. 101 làm chậm. Đó, chế độ bình thường này thôi nè. Đó, thì chung là công lôn thì tầm này tống kim cứ vào full lắc mặt vút thôi nè. Auto top thôi nè. Đây, chung thì cho anh em xem là chế độ thì giá của cái đao này Khải nghĩ khoảng tầm 15 kim. Quay đầu. Nón này thì được Hải Lê tặng, Hải Lê và tóc bà tăng và vlog tặng anh em. Đó. Còn cái áo này Khải mua 3 kim. Gia truyền này Khải tranh ra. Rồi bao tay này Khải tranh ra. Gặp bọn này Khải tranh ra. Nhẫn này Khải xin bot ra. Nhẫn này Khải mua 1 kim của bà tăng luôn. Rồi đai lưng này Khải mua 1 kim rưỡi. Giày này Khải mua 1 kim rưỡi. Đó, nói chung là tổng set đồ Khải cũng hơn 20 kim thôi anh em. Chứ còn 20 kim thì tầm này cũng hơn 1 triệu rưỡi quay đầu là set đồ tầm trung như này đủ chơi nè, đủ đánh tổng kim nè. Đó. Rồi. Anh em xem video thì đừng quên ủng hộ cho Dư Khải cái mình một like chia sẻ cho nha. Và tiếp đến thì qua những trận thông kim sau có video nào của cao thủ nào Khải soi tiếp tục cho anh em xem nha. Đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ mạnh nha anh em. Khải sẽ cố gắng đánh những trận thông kim cho anh em xem. Ok.